Này nha, mình chuẩn bị một thanh gỗ này, thanh gỗ vuông này, đấy nhỏ thôi, đấy, xong mình nới lỏng cái hai con ốc này ra này, rồi nới lại hai con này, để cho cái thanh gỗ nằm ở giữa này, kéo ra giữa này, rồi bây giờ siết chặt lại, siết chặt vào, rồi siết chặt chặt vào, rồi. Để cho cái ống với lại cái thanh gỗ nó vuông góc được rồi em. Đấy, nó chỉ cạo được gốc cây nha, xong rồi cố định thẳng hai mặt trên mặt dưới của cái thanh gỗ này để cho ống nó thẳng này là dùng được nhá.